chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người cái lô me. Me này là me Thái nha anh chị. Me Thái nó cái đọt của nó sẽ có cái màu gì ha, màu hơi nâu nâu đỏ đỏ hồng hồng nha anh chị. Đây đó. Cái này thì em sẽ ốp giấy quấn băng keo, em báo với anh chị trước chứ mình là ốp giấy quấn băng keo mấy cái chòi non này nè, em sẽ ốp vô lỡ nó có bị dập gãy anh chị thông cảm giùm em ha. Nó đâm chòi trên đường thân, nó đâm chòi rất là nhiều nè, dễ sống lắm nha anh chị. Còn cái cây này á, là bước dưới đất lên nên rễ của nó rất là nó bị đứt á. Bước dưới đất lên nên em đã ủ sẵn chấu xương dừa cho mình, cây đâm chọi trơn rồi ha. Mình về mình chỉ cần ủ chấu xương dừa thôi. Mã số này là mã số D1, cây me Thái mã số D1 nha anh chị. Hoành ngay đây là 16 rưỡi, chiều cao nó là 54, đường kính cái bầu là 19. Rồi, mã số D1 em giao lưu với chị là 550.000. Cái này em có khuyến mãi nha anh chị. Khuyến mãi là mỗi một anh chị mua mỗi cây thì em tặng một gói kích rễ nha anh chị. Cái này là Tết em có chương trình chi ăn khách hàng ha. Nè, tặng một anh chị là một gói kích rễ mỗi cây ha. Mã số D2. Hoành ở đây là 13 rưỡi, chiều cao nó là 32. Mã số D2 400.000 em bao ship. 400.000 bao ship. Mã số D3. Đây, dán ba ra luôn anh chị. Đế của nó nè. Em để đó. Mình về mình ủ chấu xương dừa là ok nha anh chị. Mấy loại này rất là dễ sống á. Sức sống rất là mạnh. Đi lâu khoảng tuần lễ 10 ngày không sao nha anh chị ơi. Hoành đây là 9 rưỡi. Mã số này là mã số D3, 400.000 em bao ship. 400.000 bao ship. Mã số D4. Tâm trời quá. Hoành ở đây là 11, chiều cao của nó là 22, hơn găng tay em ha. Mã số D4, 300.000 em bao ship. D5. Mấy cái me này nó mau phát lắm nên anh chị về trồng vài tháng là mình có thể là mình uống mình vô dây được rồi đó. Có thể là gần thành phẩm thôi anh chị. Rồi mã số này là mã số D5. Hoành ngay đây là 16 rưỡi. Chiều cao của nó là 25. Rồi mã số D5 500.000 em bao ship. Mã số D6. Quá năm trời luôn. Hoành ở đây là 10 rưỡi. Chiều cao của nó là 29. Hàng trời nó sẽ có cái màu màu gì nha anh chị. Rồi mã số D6. 300.000 em bao ship. D7. Chỉ còn mấy cây hết me Thái đó anh chị ơi. Hoành nó là 13. Em chỉ còn mấy cây nữa là hết rồi. Chiều cao nó là 22. Rồi mã số này là mã số D7, 250.000 em bao ship. D8, cây này quá to luôn à. D8. Hoành ở đây là 17 nha anh chị. Chiều cao của nó là 21. Nó mấy cái này nữa em ốp giấy lỡ nó có dập á. Dập bớt thì anh chị thông cảm, về mình tỉa bỏ. Về mình tưới cái rễ vô là vào bữa ra cái mới thôi nha anh chị. Mã số này là D8, 500.000 em bao ship. D9. Hoành đây 11 rưỡi, chiều cao của nó là 42. Mã số này là mã số D9, 220.000 em bao ship. D10. Hoành ở đây là 10 thôi nè, trên đây to hơn 12, chiều cao của nó là 46. Rồi cây này là D10, 300.000 em bao ship. D11. Đậu của nó sẽ có màu này nha anh chị. Nào nâu nâu á. Hoành ngay đây là 18. Chiều cao của nó là 31. Mã số D10. D11 hả? D11. D10. 300.000 bao ship.
300.000 bao ship. Dê 12. Dê 12, cái này nó quái cái đây nha chị, nó nhỏ nhưng mà nó quái nha, phòng đế nó rất là quái luôn. Đó, cái này nó to ha. Đo đây đi, chạy đó nó dễ khó đo. Hoành này 8 thôi. Chiều cao của nó là 27, cái này nhỏ thôi nha anh chị. Rồi mã số dê 12 350.000 bao ship. Dê 13. Hoành nghe đây là 11, chiều cao của nó là 31. Rồi dê 13 300.000. Dê 14. Cây này quái lắm nè. Hoành nghe đây là 11, 10 tốt cây sát vô là 10 thôi anh chị ơi. Đó, trên đây cũng 10 thôi. Hoành nó 10 thôi nha, chiều cao nó là 32. Rồi mã số này là mã số dê 14 300.000 em ba ship. Dê 15. Cái này mình thích đứng mình nhìn cầm cho đứng lên ha. Hoành ở đây là 11 nè. Trên đây thì 10 thôi. Ở đây nó có cái chỗ này nó tét lâu rồi nè anh chị. Ha. Nhưng mà cây đâm chở hết trơn hay bình thường ha anh chị. Chiều cao nó là 33. Rồi mã số này là dê 15 200.000 em ba ship. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó, cây sống khỏe nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn. Đầu cũng nhỏ ha, đầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn. Thì nói chung tóm lại cỡ bằng đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó, nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gang. Đó, tầm 2 gang nha anh chị. Nói chung là tầm 2 gan. Đó, nè tầm 2 gan. Đó, 1 gan, 2 gan, cỡ 2 gan của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bít cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200.000 em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Cái bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em định hai cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại vì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm sâm trái chứ à. Do đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng cả gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chân nè. Đó. Cây rất là mạnh. À, cây thì nó bở cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không cảm. Đó, thì chiều cao của cái cây á, thì tầm 2 gan. Đó, chị ha, tầm 2 gan ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè rễ nó ăn bít cái bầu dưới này luôn à. Tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè. Đó, nó ăn rất là mạnh nè. Anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè hoặc là uống dán lông nè. Kẹp dây nhôm vô anh chị, rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Nó mà cây này nhánh nè, đó. Anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200.000 em bao ship. Này lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần sâm trái này ha, 6 cây 200.000 thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.